chiều tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cặp đôi siêu phẩm nhà đẹp tại trục đường Thống Nhất thuộc phường 12 quận Gò Vấp, này sát bên với siêu thị E-Mark nha quý vị, gần với ngã tư đường Thống Nhất và đường Phan Hích nha. Một cặp đôi nhà đẹp với diện tích ngang 4m2, sâu vào 14m, thiết kế trệt lửng 3 lầu theo phong cách lửng ngược. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Một cặp đôi nhà thiết kế cực kỳ đẹp, cực kỳ sang, xây dựng hết đất luôn. Lửng ngược, trệt lửng 3 lầu, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh, có phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau nha quý vị. Một căn nằm cuối hẻm và một căn sát bên. Khu nhà mình khu đồng bộ 30 căn, đường 5m, hẻm 1 xẹt của trục đường Quang Trung, thuộc phường 12 Gò Vấp. Vị trí ngay làng SOS quận Gò Vấp luôn. Đấy, xây rất là đẹp, rất là kiên cố nha. Căn nằm phía ngoài đã bán rồi. Ở khu này thì chỉ còn có 3 căn nhà xong và 4-5 căn nhà đang xây nha quý vị. Để anh chị nào muốn mua thì hãy alo ngay đi. Số hồng hoàn công đầy đủ hết rồi. Giá chào bán chỉ có 7 tỷ 150 triệu đồng thôi. Giá rất là rẻ nha quý vị. Đường trước nhà là con đường rộng 5m, có đèn đường, khu điện âm và khu đồng bộ 30 căn đang xây dựng. Đấy, về ở hết rồi nha quý vị. Đường một xẹt của trục đường Quang Trung, xe hơi xe tải quay đầu vào nhà. Đối diện nhà mình có một căn hướng đông nam, căn nhà phố thông minh, thì hôm bữa em cũng đã quay gửi tới anh chị rồi. Căn nhà này 7 tỷ 9 nha. Đấy, khu đồng bộ, đường trước nhà 5m, đang xây khá là nhiều và sau này thì sẽ đổ đường lại. Có một căn nhà cuối hẻm nha, chúng ta đậu xe hơi thoải mái luôn. Và chúng ta cùng đến với căn nhà sát với căn cuối hẻm nha. Hai căn đã xong hết rồi, xây theo phong cách hiện đại, màu lửng ngược. Ban công một chút khoảng tầm 80 phân thôi, ốp nhựa phía dưới đáy ban công, xây hết đất. Nhà căn nào cũng có cửa sổ sau rất là thoáng nha. Một lớp cổng sắt bốn cánh phía bên ngoài, bên trong có cửa nhôm Sifa. Khoảng gara ô tô này rất là dài, thiết kế lửng ngược. Toàn bộ tầng trệt này chúng ta sẽ làm khu vực gara và phòng tiếp khách. Bếp thì được đưa lên tầng lửng nha. Tường bên tay phải sẽ được ốp gạch, tường bên tay trái thì được dán giấy dán tường. Căn nhà thì quá đẹp, quá sang. Bên trái ốp nhựa nha quý vị. Đấy, căn nhà thì toilet được về trong cùng. Chỉ có 7 tỷ 150 triệu đồng thôi. Vị trí hẻm một xẹt của trục đường Quang Trung thuộc phường 12 Gò Vấp. Ngày nằm ngay khu vực làng SOS Gò Vấp, sát với siêu thị E-Mark 2 vừa mới mở bán. Phía trong này thì chúng ta có cái nhà vệ sinh nhỏ nhỏ. Một căn nhà lửng ngược hướng Tây Bắc nha anh chị. Anh chị hợp hướng Đông Tứ Trạch thì có thể lấy mấy căn đối diện nha. Căn đối diện thì có một căn ta 7 tỷ 9 và các căn nhà ngắn hơn một chút thì giao có 7 tỷ 7 tỷ 2 thôi. Khu nhà mình thì rất là vừa giá. Và đường một xẹt, đường 5m nha anh chị. Căn nhà mình với diện tích ngang 4m2, dài 14m và đang được chị chủ nhà giao bán chỉ có 7 tỷ 150 triệu đồng thôi. Đấy, anh chị nào quan tâm chúng ta sẽ alo ngay. Một căn nhà xây mẫu lửng ngược cũng rất là đẹp luôn. Và vị trí đường một xẹt, khu đồng bộ, điện âm, khu nhà văn minh, toàn bộ là nhà xây mới. Cầu thang sẽ được ốp đá trắng, chạy đèn led, đúc rộng 90, tay vịn inox đen và kính cường lực dày 10 ly. Di chuyển lên tầng lửng, chúng ta sẽ đến với không gian phòng bếp. Toàn bộ tủ bếp gỗ An Cường, có tặng lại tủ lạnh sáp hai cánh, tặng đầy đủ hết nội thất rồi, xoong nồi và kệ inox có hết luôn. Lửng làm phòng bếp thì rất là rộng và dài nha anh chị. Đấy, căn nhà thì đang được chị chủ nhà giao bán chỉ có 7 tỷ 150 triệu đồng thôi. Hướng nhà là hướng chính, hướng Tây Bắc. Có ban công, lầu nào cũng ban công đúc ra tầm 80 phân. Trồng hoa, cây xanh ra phía bên ngoài. Vị trí đẹp, đường xe hơi, khu đồng bộ điện âm, có đèn đường. Đã bán về ở hết rồi. Và sau này thì hoàn công các căn nhà xây xong thì sẽ đổ đường nhựa lại thì sẽ đẹp láng cóng lại nha anh chị. Đấy, căn nhà quá là ok luôn, khu vực rất là hot, hot là hot luôn, lên căn nào bán căn đó nha. Giá bán rất là rẻ thôi. Chỉ có giao bán với giá là 7 tỷ 150 triệu đồng. Hướng Tây Bắc. Và chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực phía bên trên. Cầu thang ốp đá trắng nha, chạy led. Di chuyển lên lầu 1, chúng ta sẽ đến với phòng ngủ 1-2. Sẽ được ốp sàn gạch 1m260. Và tặng lại giường, nệm, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh. Đấy, phòng ngủ cũng quá là rộng luôn. Toilet riêng.
Bên ngoài thì có ban công và cửa nhôm sinh pha rèm cửa. Nói chung là nội thất đầy đủ hết rồi, anh chị chỉ việc xách vali quần áo về ở thôi. Hướng Tây Bắc nha. Khu đồng bộ điện âm rất đẹp tại trục đường Quang Trung, phường 12 Gò Vấp, toilet bồn cầu khối, bồn rửa mặt gương LED gạch ốp cao đụng chân và vòi inox trắng. Di chuyển sang bên đây sẽ là không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 của anh chị thì cũng đã được làm sẵn nội thất nha. Đây, nội thất quá là đẹp luôn. Căn nhà quá tuyệt vời nha quý vị. Giá rẻ, trệt lửng 3 lầu, xe hơi đậu trong nhà thoải mái. Giá khá rẻ nha quý vị. Toilet riêng mỗi phòng. Cái ốp cao đụng trần hết luôn. Tiến lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 2, không gian phòng ngủ số 3, số 4 nha. Anh chị đang xem video thì chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông. Thì cũng được làm giống y hệt với nhau thôi. Đây, cả nhà quá là ok luôn nha quý vị. 4 phòng ngủ có sẵn hết nội thất. Vị trí đẹp, hẻm một xẹt và thiết kế theo phong cách hiện đại rất là sang. Phía sau đây sẽ là không gian phòng số 4. Phòng đằng sau này có cửa sổ sau hết nha. Phòng này thì giường tủ và sử dụng giường gác đôi, giường cho trẻ em, thì ở được hai đứa luôn. Quá là rẻ nha anh chị. Căn nhà đẹp, long lanh. Nội thất sẵn, chỉ việc xách vali quần áo về ở. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng thờ và sân thượng phía trước. Phòng thờ rất là rộng này, thoải mái thờ ở đây. Sân thượng trước thì đã được làm khung sắt, trồng cây canh, cây xanh, cây cảnh ra phía ngoài. Rộng thoáng mát, đẹp đẽ hết luôn. Cây cối trong lành. Quá ok nha. Phía bên này sẽ là khu vực không gian để máy giặt. Để máy giặt đây nha. Và phía sau sẽ là khu vực phơi đồ. Đây, căn nhà quá là rẻ, quá là thơm. Video của Bá Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.